Thì tôi trưng bày rồi, tôi bán cái gì cản rồi tôi dọn. Địa bàn này là của tôi. Địa bàn của tôi, năm nào tôi cũng bán ở đây đó. Đừng có ngang ngược kiểu đó nha. Mỗi người á là mướn một diện tích đất nha, nghe. Ai mướn chỗ nào về chỗ đó. Không có chơi lấn sân như vậy. Không, nhưng mà giờ cái này lấn với tôi rồi sao? Bây giờ bệnh lấn thì ông lấn cái bệnh đi. Không lấn được nữa, cái đó nặng lắm, đứng với đây nhẹ hơn nè. Thì bây giờ lấn phụ ông lấn. Tôi đi làm trời ơi. Làm cái gì mà làm ăn ngang ngược vậy? Nè, hết tôi nói một lần nữa nha. Tôi dục bỏ hết đó nha, buôn bán kìa luôn nha. Nghe, làm coi không có được rồi đó. Ấy, mình mướn diện tích nào là ra diện tích đó, người ta có cái đường ô sẵn kìa đó. Mình để đúng ô nên mình lấn qua làm chi vậy hả? Đó. Ừ. Ai mà lấn đâu, tự nhiên cái ngày qua ta để đây rồi bán ba mua đâu có đem về, mới về vừa trang điểm đi ra mặc thêm cái áo nữa, ra là nó lấn rồi. Bây giờ tém gọn vô đây. Ừ, bán buôn người gom gọn vô đây. Đây không ai lấn hết đó. Trời, một năm gặp lần mà chán mấy người muốn chết năm nào vậy? Chán nào vậy? Cái gì vậy? Quá. Tôi đã nói rồi, cái hè phố mà người ta đã chấp nhận cho mấy người ở đây người ta buôn bán để gì nó tết. Nơi đây là cái khu viên gọi là yên ả, bình lặng, không được ồn ào. Mà dạ alo, em nói rồi, ở đây là yên ả hết, không ai ồn ào hết. Dạ cái vụ la là em đang la anh ơi. Dạ. Dạ em bớt la là anh. À dạ em biết rồi, biết rồi. Dạ thôi đó, để em vô gặp anh nha. Dạ. Mình đi chợ trong sự im lặng nha cưng. Đúng rồi mẹ đứa. Sao ơi. Vậy? Đừng có ồn ào là bị bắt nhốt nha. Mấy cưng. Mấy cưng ơi, dạt ra. Dạt ra cho chị đi. Đi chợ mua đồ cưng. Đi chợ mà làm cái hồ quá thiệt chứ trời. Hàng này hàng hoa đây ha. Qua mai. Nguồn gốc của cây mai này ở đâu? Ở Đà Lạt. Trồng cây mai ở Đà Lạt, chuyển xuống Bình Dương, bón phân, đi qua Thủ Đức để tỉa cành. Ha đúng rồi, cây mai ở Đà Lạt là cây mai lạ lắm. Đó. Mà chỉ có gia đình em mới có thôi. Đúng. Truyền thống mới có thôi. Chị đi nguyên cái Đà Lạt đảm bảo không có ai có cây mai giống em. À vậy hả? Chị muốn mua đào. Đây, qua đây. Em về về đào nè chị ơi. Đó đào bệnh, làm theo em. À. Mình mua đào phải nhảy qua hàng rào đó chị. Đó, tới rồi đó. Ủa mà mua sao đi. Khó quá vậy? Dạ em tạo kịch tính đó chị. Chị mua đào hả chị? Hân hạnh giới thiệu với chị hai cây đào. Dạ chị Trưng là sáng nhà sáng cửa dòng họ, chị làm ăn may mắn quanh năm nha. Đúng, cái bông này là đúng là bông to nè. Đó. Bông to là sẽ em có trái to. Đúng. Tôi đang cần một trái đào to. Có trái luôn chị. Đó đây. Và trái đào nha chị nha. Rồi đó. Đây là đào tiên đó chị. Và đào này là mình trưng quanh năm, trưng rất là có lợi cho gia đình mình luôn. Ví dụ gia đào mình bất hòa mà Tết đó, mình trưng cái trái đào này là trên thuận dưới hòa luôn đó chị. Và quanh năm gia đạo làm ăn buôn bán may mắn luôn. Chị nói nghe nè. Thì bây giờ là em biết sao không? Đang bị coi như là người ta mượn nợ mà không có trả tiền. Mượn nợ không Tết trả? Nhất đến nơi rồi. Chị trưng đào liền đi chị. Và chủ nợ nó gọi điện cho chị liền tay luôn. Ủa thiệt hả? Nó mượn thêm nữa. Vậy? Rồi sau đó nó trả cho chị. Chị mua đi về trưng đi rẻ, nó bán rẻ chị. Bán rẻ luôn đúng không? Còn có vài trái thôi. Nhiêu? 3 triệu một trái. Ê, trái đào này trái đào gì mà bán 3 triệu một trái? Trời ơi. Ê, chống gì hả? Nãy cái gì nữa? Ồn ào quá. Cái chợ thì không nên ồn ào. Dạ, hiểu. Dạ, ai đây? Dạ, con. Con hả? Dạ, biếu chú. Chợ gì mà vắng vẻ quá. Vắng như chùa Bà Đanh. Nói rọc nữa, điện nữa. Dạ, alo. Dạ không, đây, anh nghe đây. Đó, thấy chưa? Im lặng hết rồi, anh thấy không? Dạ. Dạ sao anh? Dạ em lại la nữa ha. Dạ, xin lỗi. Dạ em không la nữa đâu anh. Dạ. Hay quá chưa? Đây, đưa cho đào, đưa cho đào này. Chị muốn không? Chị nói cho cưng biết. Tại vì của cưng á là hên. Mà hên thì chị mới mua nha. Nha. Đừng có bán ăn tha bán, tao nói bán cắt cổ vậy nha. Cao đi. Nè. Chị khó về ăn bò viên nhiều, vô cho có viên nha ông cưng.
cưng á, đẹp gái mà vô duyên lắm nha cưng nha. Chị sai lắm nha, em đang là con trai đó chị. Chị khen là cưng đẹp hiểu chị không? Đẹp, chị cũng đẹp, chị cũng đẹp, chị cũng đẹp. Chị khen hiểu không? Đang nghe đâu? Vậy ha, vậy ha. Ôi ơi, ôi, ấy ấy, ôi ơi, ấy ấy ấy. Đây đây rồi đấy, đây tôi bán lòng, bán lòng, tôi bán lòng, chứ chưa? Đó, mày bán đắt cũng tôi chưa? Rồi rồi theo đó. Ôi ơi, hoa mai đẹp mà, mấy cô chụp mình đi. Nãy giờ thấy đi vòng vòng, nãy giờ dạ đẹp, coi đi đâu đi mai đẹp lắm nè, chụp nè, đi ra, chân dài vô, trời ơi, đẹp 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 nè, tạo dáng được, góc bên này, thánh ra coi, để vô chụp với em. Lẹ nè, nhẹ nhẹ nhẹ, đừng đừng đụng cái tay của chị nhiều quá nha cưng. Đây đây đây, vợ chồng, vợ chồng nè nè. Vợ chồng vợ chồng, tình cảm chị đấy, tình cảm chị đấy, tình cảm chị đấy, tình cảm vô, tình cảm vô. Lát chụp cho tao. À đây 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 đây, vô 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 vô. Trời ơi, đó, cho mượn chồng cho bạn chụp luôn hay quá thôi. Ôi, nhỏ này chụp hình kiểu này gia đình nó hạnh phúc lắm nè. Trời ơi, dễ thương, thấy quá đẹp quá. Qua đây người đẹp 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 đẹp. Vô đi cưng. Ủa, đó. Dạ chụp bây giờ chị chụp giùm mấy chị. Đó nãy giờ chị có hai đứa vô vô chị chụp cho. Vô vô vô. Đó giờ tạo dáng nè. Rồi, rồi, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ hông quạo nè, vui vẻ hông quạo. Vô. Cúc chân, cúc chân. Cưng 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 cưng, đi chơi xuân mặt vui lên nè, thằng trai cười lên. 1 2 3 cười rạng rỡ lên. Đâu, mặt đẹp trai hú hồn luôn. Dễ thương không? Rồi mua nào đi cưng. Vô 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 vô. Rồi mua mai, mua mai đi. Ê ê vô nè. Vô nè, vô nè. Thằng lượt qua mặt. Lại chuyện ra, chuyện ra, chuyện nha. Mọi người ơi. Khoan, khoan. Mọi người ơi, bên kia có hàng mất, trời ơi, đi qua đi 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 đi. Đám trẻ bây giờ không biết nó suy nghĩ gì á, hay giờ nó chờ chú ơi cho con chụp cái tấm hình đi con post lên con kêu dòng họ lối xóm con. Dạ, đem lại đây là kéo lại đây mua ủng hộ chú không nói, chụp xong đi luôn. Bán sáng giờ hơn có mở hàng mừng. Chị hai. Chị mình coi dưa hấu đi chị. Mua về chân Tết. Mày nói nữa là tao đẻ ở đây luôn á. Dạ mua đi dưa hấu của bạn em nó ngon lắm á anh chị. Khách sạn nha. Mua. Anh không ấy mình ngưng nói mình ngồi cái để bán cho anh. Nha. Lấy trà cho uống, lấy trà cho uống. Đây trà đây. Mua. Uống trà nha, ngon trà đúng trà nha. Chị, khách sạn mua dưa gì chị? Chị muốn cái dưa nè mà nó tạo sự sang trọng khi chị trưng trên bàn thờ. Người ta nhìn vào là thấy sự giàu sang phú quý liền. À, em hiểu rồi. À đây. Đây. Ở đây có nhiều loại nha, dưa bóng. Nha. Đây là bóng lưỡng luôn nha. Một bóng. Đây. Đây bóng kính. Nha. Còn đây đây. Bóng nhám. Bóng nhám. Nha. Chị muốn cái loại bóng nào mà nó Dạ anh. Đúng rồi. Đẹp hả chị? Bự trưng sang nha chị. Nè nhiêu? Rồi đây 9.23 kg. Em làm tròn cho 23 kg. Cái gì vậy? Em lộn. Em làm tròn cho 9 kg. Nhiêu tiền ký? 150. 150. Tính ra là gì? Chia ra là 10 kg. 10 kg là một triệu rưỡi. Một triệu rưỡi mà trừ đi 150 ngàn là còn 1.350.000. Đúng. Vậy chị, gì vậy chị? À, má hiểu rồi. 350 ngàn. Cái gì chị? 1 triệu của người ta, 1.350.000 chị trả 300 ngàn là sao chị? Ủa sao vậy? Mấy người mua bán tôi là người mua, tôi có quyền trả giá. Chị ơi, trả giá vậy sao bán chị? Không bán thì thôi, không bán thì đi mua chỗ khác. Em trai. Dạ, đi. Buôn bán khó chịu. Mình, không ấy mình đi mua đào đi. Đi. Bên này. Mua đào hả chị? À dạ em mời chị. Đó. Chị ơi, vô đây coi đào em còn 2 cây nè. Đó. Trời ơi đào, trời nhìn tướng chị sang, hai chị em đi chợ nó sang trọng dễ sợ gì đó. Gia đình này khá giả lắm nè. Mà chị gia đình mà khá giả mà giàu có gì chứ, hai cái đào này ở Tết mà người ta khách ta bước vô nhà tao trời ơi bà chủ đã đẹp sang là trời biết hoa chọn hoa chứ Tết đi chết luôn. Mua đào đúng không? Rồi, một cây. Nói nghe nè cưng, em trai ngồi đây nghỉ chút xíu đi nha. Để chị buôn bán nha, đừng nói đừng phát ngôn gì nha. Em phát ngôn mua cái đào xong là tới chiều luôn rồi chị không bán được nữa nha. Rồi, chị đào của em là đào
ngoại nhập. Ngoại nhập. Ngoại nhập. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Anh đào, anh đào. Đào, đào. Mùa thu sang có hoa đào anh. Đào, đào anh, đào anh. Rồi đông sang cũng hoa anh đào. Rồi thu sang cũng hoa anh đào. Vậy là cuối năm em bán hoa anh đào. Trời ơi, chị sang trọng giàu quá mà gương mặt chị sáng người mà còn thông minh nữa. Trời ơi, hay quá. Hai cây này là em phải nhập từ Nhật Bản ship về đây đó chị. Chưa có bao giờ trên trái đất mà có một cây đào mà như là gọi là như cây phượng như cây này hết trơn cái gì. Cho nên là chị đẹp nhanh nha, rồi ta mua hết á. Đẹp, đẹp, đẹp. Đẹp, ờ, ờ. Trời ơi, bác khen đẹp nửa tiếng hồ. Nó, đẹp không? 30 triệu. 30 triệu? Ừ hứ. Gì chị? Cái gì con? À, má hiểu rồi. 3 triệu. What? Chị ơi, ai trả giá vậy chị? Con trai chị. Mày nghĩ giá. Làm sao vậy mày? Mày nghĩ làm sao vậy? Cái đào của người ta nhập từ Nhật Bản vậy? Tiền chế máy bay bao nhiêu? Tiền tiếp bao nhiêu? Tiền công cắt tỉa bao nhiêu? Tiền sắp ra đây bước gian hàng bao nhiêu? Mày trả giá vậy ai mua bán của mày được? Bên cái thứ của mày, mày tui ra đây mày ngon, tao quýnh mày khô máu luôn, mày ngon bước cái đây. Ê, nãy giờ mày chửi ai vậy? Chửi con chị đó chị. Mày chửi con chị? Ừ. Trời ơi, con chị nó ở trong bụng chị. Mày chửi nó vậy là giống như chửi chị đó biết không? Chị đi mua hàng, chị có quyền trả giá. Cưng không bán thì thôi. Con không có được có quyền chửi mắng cho cái bản mặt của chị nghe nhau cưng. Ở đây có hai cái đào thôi mà không bao giờ tôi bán cho bà. Mai mua mai phải không? Gì? Mày nói nữa tao đẻ đi luôn á. Mai mai đẹp nè. Trời Phật ơi, em thấy cây nào được? Chị bán mai. Ủa chị làm gì vậy? Tôi quyên góp cho bà cái chuông. Dạ em tiễn vong á chị. Đây cúng cho chung trà luôn. Trời ơi. Nè tôi nói cho mấy người nghe nha, còn có 2-3 ngày nữa là 30 Tết rồi nha. Bán không hết thì đem về nhà mà chân nghe không? Trời nè, cái thứ của bà đó cho dù mà bán không hết cũng đủ cho rác chứ không bao giờ hả mà cho bán cho cái thứ của bà trả giá rẻ mạt như vậy đâu. Giờ thì 28 Tết 29 Tết mà còn một ê gì nào không bán được mà mình bán gì mà mình nói thách cho coi bà coi tức không. Năm nào cũng vậy hết trơn á, bởi vậy hả cuối năm rồi hả mình cũng đợi ba má tôi gửi lên, tôi bán giờ gửi ổng tiền cho ông bà giờ không có 1.000 gửi nữa. Năm nay coi như còn lỗ luôn đó, cái chỗ mướn chợ nữa đó. Thì ai cũng tâm lý là cứ đợi tới 30 Tết mới mua. Thành thử ra người bán như tụi mình á cũng tâm lý là thôi trước Tết thì cứ nói thách lên đi, kiếm được nhiêu hay nhiêu. Thật ra là tôi nói với bà là tôi không có nói thách luôn đó, tôi chỉ nói là cho nó có thêm một chút lời thôi đó chứ không phải là nói thách lắm. Nhưng mà bây giờ tôi bị đánh đồng như vậy đó rồi cho nên là bà thấy có bán được đâu mà họ đợi tới giờ chót họ mới mua không, mà năm nào cũng vậy hết trơn á. Thôi giờ giống như tôi đi, 7-8 năm bán cây cũng qua rồi cũng bông, thì giờ mới chuyển cái năm sau bán trái cây giống tôi đi. Lỡ có ế thì bỏ vô mấy cái đại lý rồi xin tố rồi này nọ rồi bán thôi. Không sợ ư? Ý ông cũng được đó, mà tôi nghĩ tôi bán trái cây tôi bán không lợi không? Tại đầu tư đừng bán dưa nha, đừng bán dưa nha. Trời ơi, cái gì nữa? Ồn ào không có đi đâu hết á. Ba đứa bay đứng lại. Định bỏ chạy nữa đúng không? Mấy bữa nay rồi buôn bán ổn không? Nhìn gì cũng biết rồi, nhìn thì cũng biết rồi. Dân mình không thấy được cái sự khổ cực của là nông dân mình ở dưới quê. Con ba má con với con đó, đúng không? Đó, dạ. Trồng một cây mai đó, cực khổ, bón phân, tỉa cành, vận chuyển lên trên đây. Cái thằng này cũng vậy, ba má mẹ dưới đó cũng vậy. Trồng ra đó, cây đào rồi, chăm sóc rồi nó.
buồn thôi chú, đâu biết hết đó chú. Đây năm nào đào tặng lịch đào là để dành tặng chú rồi đó. Trời ơi, tôi mua riết, mua đồ ế tôi riết mà tôi là giống khách hàng thân thiết mà nói thiệt. Nhưng bây giờ mua nhiều nè, năm nay nè, năm nay chú không mua nữa. Gì vậy? Nhưng mà chú nói với lại ban ngành đoàn thể cái nơi mà cho tụi con mượn cái chỗ này nè để tụi con buôn bán á. Ừ? Người ta sẽ tới đây, người ta sẽ mua cho các con, hiểu không? Trời ơi, cảm ơn chú. Trời ơi, cảm ơn chú. Nhưng mà mua một số thôi nha, phần còn lại thì mới bay tự tặng nhau đi rồi đón Tết, đúng không? Đứa này tặng cho đứa kia tặng dạ, cho đứa này, đúng không? Được chứ chú. Thôi vui đi, kệ. Đây, đổi, đổi. Ừ. Chú à. Chú à. Cảm ơn. Cảm ơn chú nha. À. Ê, bưng giùm cái chậu mà.